Lạy mẹ con đi xuất gia tu học, kể từ đây lạy mẹ con đi bước theo ánh đạo, từ bi nghĩa ân của mẹ trọn đời con không quên. Lạy mẹ con đi cách xa gia đình, kể từ đây vào nhà Như Lai tiếng tu tám nghiệp tình thánh, mai sau trở về lời là cho thế nhân. Mẹ ơi con biết rằng tình mẹ thương con vô bờ, không muốn cách xa con khờ, nhưng vì chỉ nguyện riêng con nên mẹ ngăn lệ nuốt sầu tiến con đi. Mẹ ơi theo ánh đạo ngày ngày an vui tu học, nhân nghĩa chi bi trao dồi, đêm ngày hết lòng nói gương theo thầy chuyên cần, phát nguyện theo bước Như Lai. Lạy mẹ con đi bước theo sư phụ hành lời tha, nguyện cầu Như Lai sáng soi trí tuệ đời con, nghĩa ân đắp đền để mẹ thôi nhớ mong. Lạy mẹ con đi xuất gia tu học, kể từ đây lạy mẹ con đi bước theo ánh đạo, từ bi nghĩa ân của mẹ trọn đời con không quên. Lạy mẹ con đi cách xa gia đình, kể từ đây vào nhà Như Lai tiếng tu tám nghiệp tình thánh, mai sau trở về lời là cho thế nhân. Mẹ ơi con biết rằng tình mẹ thương con vô bờ, không muốn cách xa con khờ, nhưng vì chỉ nguyện riêng con nên mẹ ngăn lệ nuốt sầu tiến con đi. Mẹ ơi theo ánh đạo ngày ngày an vui tu học, nhân nghĩa chi bi trao dồi, đêm ngày hết lòng nói gương theo thầy chuyên cần, phát nguyện theo bước Như Lai. Lạy mẹ con đi bước theo sư phụ hành lời tha, nguyện cầu Như Lai sáng soi trí tuệ đời con, nghĩa ân đắp đền để mẹ thôi nhớ mong.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Đạo tràng của chúng con giờ đây đã được trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Đương Vi Chứng Minh Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Tân khởi xướng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đời chen lộn trăm ngàn phiền não, nay bước vào cửa đạo nhiệm màu, thành tâm thế phát cạo đầu, rủ bao lậu hoặc bấy lâu bám mình. Đã bao kiếp mê mờ trong bóng tối, tìm kiếm đường đi, thế giới xung quanh thật mờ mịt, và chúng con như những gã cùng tử quơ quào trong đêm tối vô minh đầy ngu si và tội lỗi. Đã bao lần chúng con tự hỏi mình sinh ra để làm gì, suốt một đời vất vả mưu sinh với cơm áo gạo tiền, hay mải mê đắm mình trong hưởng thụ, trong vòng danh lợi, có vào nhưng chẳng có đường ra. Có những lúc chúng con ngồi một mình và nghĩ về những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình, những gì đã qua, những thứ hiện hữu và những gì sắp tới. Chúng con lạc lõng giữa biết bao suy nghĩ và lòng mênh mông không định hướng. Chúng con đang sống trong một nơi người ta hay gọi là cuộc đời, mà cuộc đời thì vô thường, không bao giờ được như người ta mong muốn. Có những sự quay lưng đến buồn bã từ những người bạn mà chúng con cảm thấy yêu mến nhất. Lúc đó chúng con cảm giác như mình bị phản bội, bị mất giá trị, cô đơn đến đơn độc. Có những khi thất bại trên chính con đường mình đã chọn, làm chúng con vô cùng nản chí, thụt lùi và hụt hẫng. Và có những khi gia đình chúng con cũng không được im ấm, cả cha và mẹ đều có những nỗi lòng riêng, những suy tư trăn trở. Phải chăng con người sinh ra để thăng hoa cảm xúc khi đạt được niềm ao ước, để rồi lãng quên nhanh chóng, để rồi xa nhau? Phải chăng con người sinh ra để thề non hẹn biển, rồi tất cả là một khoảng trời lặng lẽ khi lời thề phôi pha? Phải chăng con người sinh ra để vật chất là mờ mắt, đến mẹ cha cũng chẳng màng? Phải chăng trên di truyền đã quy định sự vô ơn, vô tâm và bạc bẽo đến lặng ngắt trong lòng? Chính những gì đã qua cho chúng con một sự trải nghiệm sâu sắc về lý vô thường. Chúng con muốn tìm một sự giải thoát cho chúng con và cho tất cả. Vì chúng sanh con quy y Tam Bảo, nguyện đời này và mãi mãi về sau, không tiếc thân mang giáo lý nhiệm màu, độ muôn sinh và bảy đời cha mẹ. Cha mẹ ơi thương con, xin chúc nguyện, nguyện cho con được tinh tấn tu hành. Xin cha mẹ đừng buồn cha mẹ nhé, chúc cha mẹ muôn đời mãi bình an. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tu hành nhiều kiếp, với lời nguyện tha thiết độ sanh, khắp muôn nơi tâm nguyện chí thành, Ngài ứng hiện muôn hình tế độ. Bồ Tát Quan Thế Âm là hiện thân của từ bi, Ngài phát đại nguyện thực hiện từ bi cùng tận trong đời vị lai, nếu có chúng sanh còn đau khổ. Do đó, Bồ Tát Quan Thế Âm thiết lập tâm đại từ, đại bi, mà thực hiện đại nguyện độ sanh của mình. Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm Canh Tý, nhân ngày vía của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xuất gia,
tại Tịnh Thất Quan Âm, có cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Tân, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, làm lễ thế phát xuất gia cho các chú tịnh nhân. Và đó cũng chính là lý do của buổi lễ sáng ngày hôm nay. Về tham dự và chứng minh trong buổi lễ sáng hôm nay, chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Tân, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ cung kính giới thiệu Thượng tọa Thượng Nguyên Hạ Tâm, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Trọng. Chúng con xin được thành tâm đê đầu đảnh lễ cung kính giới thiệu Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn có về tham dự và chứng minh trong buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con xin được một lần nữa cung kính giới thiệu Chư Tôn Đức Tăng Ni, chú xứ tại các chùa tịnh viện, tịnh xá, niệm Phật đường vân vân cũng có hoan hỷ quan lâm về chứng minh trong buổi đại lễ sáng hôm nay. Một lần nữa xin một tràng pháo tay cho các chú tịnh nhân cũng như các quý phụ huynh của các chú có về đây tham dự và chứng minh trong buổi lễ xuất gia sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, nếu như có một ngày thiêng liêng nhất, xin là ngày con từ bỏ phàm thân, kể từ đó con bước đi chuyên cần theo chánh pháp một con đường vi diệu. Hôm nay đây quỳ dưới Phật đà cao quý trước Hòa Thượng Ân Sư, chúng con xin nguyện trọn lòng xuất gia tu học, dù biết còn nhiều khó khăn gian khổ hiểm nguy, noi gương các bậc tiền nhân vượt qua nhiều hiểm nạn vì đạo pháp, vì chúng sanh mà không tiếc thân mình. Chúng con nguyện tu hành giải thoát để cứu giúp chúng sanh. Trước khi bỏ vào buổi lễ, chúng con kính mời chú tịnh viên đại diện cho các chú quỳ trước Chư Tôn Đức dâng lên lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Tân, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Ngưỡng bái bạch Thượng tọa Thích Nguyên Tâm, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Đức Trọng. Kính bạch Đại Đức Thích Giác Nhàn, Chư Tôn Đức Tăng tại Tịnh Thất Quan Âm và viện chuyên tu. Con tên là Ngô Văn Duyên, pháp danh Nhuận Tấn. Hôm nay có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ, cung kính dâng lên lời tác bạch. Kính bạch quý ngài, lang thang trong nẻo luân hồi, quẩn quanh bể ái, hụt trồi khổ đau, lệ sầu tuôn chảy biết bao, đống xương sanh tử, núi cao khó bì. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 19 tháng 9 năm Canh Tý, là ngày kỷ niệm vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, cũng là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của hàng đệ tử chúng con. Hôm nay chúng con được Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng hứa khả chứng minh thế phát xuất gia cho chúng con. Than ôi, biển trần khổ sống bồng lai láng, kiếp phù sinh đáng chán biết bao, tấm thân chìm đắm dạt dào, mịt mờ chưa biết giờ nào thoát ly. Chúng con thực sự may mắn vì đã có gieo trồng nhân duyên lành với Phật Pháp trong nhiều đời trước, nên chúng con đời này mới được vào Tịnh Thất Quan Thế Âm và làm công quả công phu tu tập. Sau một thời gian tu học ở đây, chúng con cảm nhận thân tâm an lạc,
và cảm nhận việc tu học theo Phật Pháp là con đường đem đến giác ngộ và giải thoát thật tiện. Thật diễm phúc thay, chúng con nhờ chút thiện duyên gieo trồng từ túc kiếp, nên nay được trùng phùng tam bảo, hạnh ngộ minh sư, được sự hướng dẫn, dìu dắt của quý Ngài, giúp cho chúng con nhận ra được lẽ vô thường của kiếp người và sự phù du của cuộc sống. Phật thấy đó bỗng liền mất đó, tóc mới xanh nay đã bạc đầu, đời người nào có bao lâu, tử sanh là một nhịp cầu trải qua. Trong thời gian qua, chúng con được sự chỉ dạy và dìu dắt của Đại Đức Thích Giác Nhàn. Thầy đã hướng dẫn cho chúng con biết rằng con đường xuất gia tu hành là chánh nhân giải thoát của mười phương chư Phật. Vì vậy, hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, Đại Đức Thích Giác Nhàn cho phép chúng con được thế pháp xuất gia với Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Tân. Sau khi xuất gia, chúng con nguyện nương theo những lời huấn thị của Ngài để làm kim chỉ nam trên bước đường tu tập. Dù cho giàu sang vinh hiển một khi vô thường thoạt đến, trốn đi đường nào, nghĩ ra lệ thảm tuôn trào, nghìn thu vạn kiếp ra vào bến mê. Nay con quy hướng tìm về, viết tâm cầu đạo Bồ Đề thoát ly, xuất trần chí nguyện hành y, cúi đầu lại đức từ bi chứng lòng. Chúng con nguyện phát Bồ Đề tâm, tinh tấn dũng mãnh, tinh tấn tu tập, vâng lời sư trưởng giữ gìn tịnh giới và lấy lục hòa kính để áp dụng vào đời sống phạm hạnh của người xuất gia. Chúng con nguyện đem cả thân tâm cuộc đời còn lại phụng sự chúng sanh và cúng dường cho tam bảo. Hôm nay với chí nguyện khát ngưỡng mến mộ xuất gia, chúng con chí thành cầu trên chư tôn đức mở rộng vòng tay pháp độ, chứng minh hứa khả, làm lễ thế pháp cho con được xuất tục nhập đạo. Sổ đời con nguyện xóa tên, áo trần nay trả về bên sông đường, cúi đầu kính lại thầy thương, xin cho con được về nương cửa thuyền. Từ nay cắt đứt muôn duyên, quyết tâm rửa sạch não phiền thế gian, trước nơi bảo điện huy hoàng, ngưỡng mong Phật ngự đài vàng chứng minh. Tâm hương đốt nén kính sinh, nguyện rằng chọn kiếp hy sinh thân này, dù cho gian khổ chẳng nài, thượng cầu hạ hóa hai vai nặng hoằng. Đường tu muôn vạn khó khăn, nhưng không vì thế trở ngăn chuyện này, một lòng kiên thệ từ đây tấn tu đạo nghiệp lời thầy khắc ghi. Áo đời nay đổi mảnh y, nhu hòa nhẫn nhục từ bi làm nhà, quán không các pháp là tòa, giữ tròn đúng hạnh xuất gia ly trần, gọi là báo đáp từ ân, chí thành đốt nén hương phần kính dân. Giờ đây trước đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh, vì trước bảo tọa oai quang phủ phục dưới hình ảnh kính yêu của chư tôn thiền đức, chúng con xin đốt lên nén tâm hương chí thành nhất niệm, nguyện xin đem sát thân này làm viên gạch nhỏ đắp xây đạo tràng, gian nan cực khổ không màng, quyết vì tam bảo sẵn sàng hy sinh. Chúng con ngưỡng mong mười phương chư Phật thùy từ phóng quang nhiếp thọ gia hộ và xin quý Ngài rủ lòng từ mẫn chứng minh hứa khả, làm lễ thế pháp cho con được hoàn thành sở nguyện. Cuối lời, chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn hòa thượng, thượng tọa Đại Đức Tăng,
pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ và Phật sự viên thành, mãi là cội bồ đề cao rộng để chúng con nương nhờ. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam bái cúng dường. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, mỗi một ngày là một mùa xuân mới. Kể từ khi con đến với Đạo Thiên, bỏ dần đi những mộng tưởng tư riêng, vơi bớt hẳn những muộn phiền phi lý. Cuộc đời của chúng con sang trang vào một ngày định mệnh, ngày chúng con hạnh phúc nhất trên cuộc đời mình, ngày chúng con được vào ngôi nhà Tam Bảo, xa lìa ngôi nhà thế tục. Chúng con thấy lòng mình thơi thới, và chúng con biết cuộc đời mình vẫn còn một chút may mắn để tự an ủi sau bao biến cố, tan hoại và vấp ngã. Chúng con biết rằng con đường tương lai còn nhiều chông gai, gian lao thử thách. Để vững tâm tiến bước thì không thể thiếu những lời sách tấn của Hòa Thượng Ân Sư. Giờ phút này đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con xin thành tâm đê đầu, thành kính đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng Ân Sư, Thượng Thanh Hạ Tân, từ bi hoan hỷ, vận chuyển thuyền âm, khai mở từ tâm, ban bố lời pháp nhũ cho hàng đệ tử của chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên lộ trình phía trước. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hiện Tọa Đạo Tràng Huyền Hoa Đại Thượng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Liên Tọa Tất Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Mặc Thùy Giao Hồ. Nam mô Tây Thiên Thủ Triền Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả. Nam mô Khởi Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Nam mô Kiết Tập Giới Tàng Ưu Bà Ly Tôn Giả. Nam mô Tây Thiên Đông Đồ Cố Vãng Kim Lai Việt Nam Truyền Giáo Truyền Giới Khai Sơn Tạo Tự Lịch Đại Tổ Sư Hòa Thượng. Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, thưa đạo tràng, Phật tử thiện nam tín nữ, thế pháp xuất gia. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm Canh Tý, là ngày vía của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, cũng duyên tùng duyên quý Phật tử thế pháp xuất gia. Tôi thay lời chư Tăng, được Tăng sai, có đôi lời cùng quý thiện nam. Thưa quý Phật tử, người xuất gia là trưởng tử của Như Lai, là chúng tung tôn, là dùng phước của chúng sanh, là người đại trượng phu, địa vị và danh nghĩa cao quý như vậy, nên người xuất gia phải nhận rõ có bổn phận và trách nhiệm của mình, phải có một định hướng rõ ràng. Trên là thường cầu Phật đạo, dưới là hạ hóa chúng sanh, triệt để phải giữ gìn oai nghi tế hạnh và hành trì giới luật. Bởi vì giới luật là thọ mạng của Phật pháp, là mạng mạch của tăng già. Giới luật còn, tất nhiên là Phật pháp còn. Cho nên chúng ta phải luôn luôn tôn trọng ba la đề mục xoa, luôn luôn lấy giới luật làm thầy. Giới là ngọn đuốc sáng tuyên quyết của một người tu sĩ. Sức mạnh của người xuất gia là giới, là định tuệ. Có giới, có định, có tuệ thì có thể chiến thắng được tất cả các dục vọng. Có người tu sĩ mà có giới, có định, có tuệ, có sự tinh tấn, sự nhẫn nhục thì sẽ thành tựu con đường đạo và đem nhiều lợi lạc cho đời. Giới luật có một vai trò rất quan trọng, quyết định sự thịnh suy của đạo pháp. Cho nên lịch đại tổ sư từ Tây Thiên Đông Độ đến Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại đã và đang giữ gìn kế thừa mạng mạch của Phật pháp bằng truyền thống tổ tổ tương truyền, sư sư tương thọ. Trải qua trên 25 thế kỷ
mạng mạch của Phật pháp vẫn được truyền thừa. Tổ Ấn Trùng Quang, ai cũng biết rằng rừng thiền biện pháp bao la, nhưng giới luật là cửa ngõ. Người có đủ phước duyên mới bước vào cửa ngõ của giới luật và mới thấy được sự thông thoáng rộng mở của giới luật. Đó là một nhân tố quyết định cho tăng đoàn, cho đạo pháp được vững mạnh, trường tồn trên thế gian này và làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Còn nói về cái bí quyết của người xuất gia đó là thiểu dục trí túc, tức là ít muốn và biết đủ. Chỉ có ít muốn biết đủ thì thường xuyên được an lạc, luôn an lạc thì không có phiền não, bồ đề sẽ phát sanh. Khi bồ đề phát sanh thì được giải thoát, đạt được giải thoát tức thì sanh tự tại, trí tuệ tự tại. Đó là chặng đường mà con người tu hành của chúng ta phải trải qua. Trong lục độ, pháp môn nhẫn nhục nó quan trọng bậc nhất. Mọi người cần phải tu học, hành trì pháp môn nhẫn nhục. Bất cứ hoàn cảnh thử thách nào xảy đến cho mình thì càng phải dùng lòng nhẫn nại và nhịn nhục. Bất cứ làm công việc gì, chúng ta cũng đều nên làm cho đàng hoàng, cho có lương tâm, chớ có nên làm cẩu thả qua loa cho xong chuyện. Người xuất gia cần phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn tôn trọng thiền môn, tuân theo thanh quy giới luật, công phu khuya tối sớm, pháp môn niệm Phật A Di Đà, chúng ta cần phải hành trì, luôn luôn hành trì. Chúng ta phải cần phải đến chánh điện trước 10 phút để mà hành lễ. Không phàm làm việc gì mà đi sau đến trễ thì công đức không được viên mãn. Học Phật quý ở chỗ thực hành, dùng tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả để độ chúng sanh. Hàng ngày cùng nhau học hỏi nghiên cứu Phật pháp, bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải giữ lòng từ bi hỷ xả bao la, sẵn sàng đem hết sức lực của mình để phụng sự đạo pháp và dân tộc. Phải là sứ giả của Như Lai, phải phát tâm thay Phật, tuyên dương Phật pháp, hóa độ chúng sanh theo bổn hòa của chư Phật. Ngày nay việc tu hành rất thuận tiện, chư Phật gia hộ về tinh thần cũng như vật chất, tam bảo ưu đãi, đàn việc thí chủ trợ duyên. Do đó chúng ta không nên lãng phí cơ hội quý báu mà phải dũng mãnh tinh tấn tu hành, cần cầu giải thoát. Có như vậy mới không uổng phí được làm thân người. Với tấm lòng hảo tâm xuất gia lúc ban đầu, nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, đặc biệt nhất Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát, luôn luôn gia hộ cho chư thiện nam tín nữ phát tâm thế pháp xuất gia, phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thân cung trang kiện, đạo niệm tăng trưởng. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin được thành tâm tùy hỷ công đức của Hòa Thượng Đương Vi Chứng Minh đã ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ, những lời sách tấn cho quý chú nói riêng cũng như đại chúng pháp hội tịnh thất Quan Âm nói chung. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để tùy hỷ công đức của Hòa Thượng. Và giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng cùng chư tôn giáo phẩm tiến hành nghi thức làm lễ thế pháp xuất gia cho các chú. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trang nghiêm đài sen ngự tòa, đài hùng tư phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tình, bàn tay chắp thành liên hoa, cùng kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp,
bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vùng dài, vô minh che lấp tháng ngày. Vương tâm gieo hạt giống xấu, tham sân từ ái dây đầy, những nghiệp sắc đào dâm vòng gây nên từ trước đến nay. Những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày, bao nhiêu não phiền nghiệp chướng, nguyện xin sám hối từ đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Tân, Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Lâm Đồng, kim Trưởng Ban Tăng Sự, trụ trì Tổ Đình Linh Quang. Ngưỡng bái bạch trên Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm, Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo huyện Đức Trọng, con tỳ kheo Thích Giác Nhàn, trụ trì Tịnh Thất Quan Âm cùng tăng chúng và chư vị tịnh nhân vừa được thế pháp xuất gia dưới tòa của Hòa Thượng đương vi chứng minh Thượng Thanh Hạ Tân và toàn thể quý Phật tử hiện diện có mặt. Bằng tất cả tấm lòng của chúng con dâng lên lời cảm tạ tri ân sâu lắng nhất, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, hôm nay thiệt là một nhân duyên lành, thù thắng bất khả tư nghị. Nhân ngày lễ kỷ niệm xuất gia của Bồ Tát Quan Thế Âm, con tỳ kheo Thích Giác Nhàn, trụ trì Tịnh Thất Quan Âm, xin Hòa Thượng từ bi và đã hoan hỷ chứng minh lễ thế pháp xuất gia và 20 chú là đệ tử của Hòa Thượng xuất gia dưới tòa của Hòa Thượng, và có Thượng Tọa Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo huyện Đức Trọng Thích Nguyên Tâm về đây chứng minh. Với lòng tha thiết, chí thành, chí kính và lòng hoan hỷ vô biên cùng tận, chúng con không biết nói gì hơn. Cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho Hòa Thượng Thượng Tọa pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, để lèo lái con thiền chánh pháp, đưa chúng con cùng tất cả chúng sanh vượt biên khổ trùng dương đến bờ quê hương Tây Phương Cực Lạc. Giờ đây cho chúng con xin vài phút, thời gian cũng đã quá trễ rồi. Cho chúng con vài phút trình bày tất cả tâm tình của đệ tử chúng xuất gia chúng con và toàn thể chư vị tịnh nhân vừa được thế pháp xuất gia cũng như toàn thể quý Phật tử. Hiện tại đạo tràng Tịnh Thất Quan Âm sinh hoạt dưới sự quản lý của nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con sẽ y giáo phụng hành, làm đúng những lời trong hiến chương giáo hội đề ra và chấp hành theo những luật pháp của nhà nước. Với hôm nay chúng con xin tri ân chí thành chí kính với buổi lễ hôm nay đã hoàn thành viên mãn. Vì vậy với chúng con hiện tại ở tại Tịnh Thất Quan Âm, chúng xuất gia được 120 vị và thêm các cụ là 300 vị ở phía bên ngoài hàng ngày chuyên nhất niệm Phật. Được chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa chấn tích Quang Lâm chứng minh đây là điều may mắn vô vàng của Tịnh Thất Quan Âm. Vì vậy chúng con xin hứa sẽ phát Bồ Đề Tâm, làm đúng những gì, thực hành đúng những gì trong kinh luật luận đã chỉ dạy, để khỏi phụ lòng trên chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa. Giờ đây chúng con bằng tất cả tấm lòng chí thành đảnh lễ tam bái, xin cúng dường
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trang nghiêm đài sen ngự tòa, đài hùng tư phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tình, bàn tay chắp thành liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vùng dài, vô minh che lấp tháng ngày. Vương tâm gieo hạt giống sâu, tham sân từ ái dây đầy, những nghiệp sắc đào dâm vòng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày, bao nhiêu não phiền nghiệp chướng, nguyện xin sám hối từ đây. Đệ tử thấy mình nông nổi, con đường chánh niệm làng sao, chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu. Có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy rằng vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác, cho nên hờn giận oán cừu.